Vâng, chào các bác nhé. Hôm nay thì em vừa về được một ít âm ly này các bác này. Đấy, và cùng với đó thì em có về được hai con đẩy Nhật ha, hai con đẩy Ramsa. Đấy, âm ly thì em có những model là Victor các bác này. Đấy, con đầu tiên là con Victor ha, Victor GS75. Đấy, con này rất là gấu ha, chạy 8 sò sắt các bác. Đấy, và bên đây thì em có một bộ LOD ha, âm ly tuner LOD 410. Đấy, và đây là bộ rề bao tuner diatông ha. Đấy, và bên đây thì có một con âm ly đờ nông 394 La Mã ha, màu vàng chanh. Đây, ở dưới thì một con Onkyo 755 các bác ạ. Đấy, rồi bây giờ em sẽ quay từng con ha, chi tiết và báo giá cho các bác nắm. Đấy, đầu tiên là con Victor trước ha. Đây, Victor GS75 các bác này. Đây, con này thì rất là mới các bác ha, mặt phay nhôm xước này. Đấy, mặt cái kiểu xước xước ha, nhưng mà rất là mới, các bác cùng xem này. Đấy, đây, các bác vừa chơi vừa trưng bày ha, rất là đẹp. Rồi dòng này thì các bác chơi được AB cộng B này, bát chép ba lăng lâu nét đây các bác ha. Đấy, vừa lâm tổng này các bác này. Đấy. Đấy, rất là mới ha, và đây là phía trên mặt lưng đây. Đấy, cũng còn tuyệt vời ha. Và em sẽ mở cho các bác xem bên trong đây. Đấy, các bác chờ em xíu ha, nó bị kẹt cái khớp các bác. Rồi, các bác cùng xem bên trong đây ha, một cái thiết kế rất là gấu luôn. Đây, rất là gấu của con âm ly các bác, chạy 8 sò sắt đây ha. Đây, 8 con. Đấy, và đây là hai nguồn các bác, hai nguồn ha. Và cùng với đó là 4 tụ lọc, bên đây hai con. Và bên đây hai con ha. Đấy, thiết kế y như là một con đẩy các bác ạ. Đấy, tất cả thì hoạt động hoàn hảo ha, nguyên zin nguyên bản hết các bác. Các bác mua về là chỉ việc xài thôi. Rồi em sẽ quay phía sau cho các bác xem đây. Đây, phía sau cũng đẹp tuyệt vời các bác ha. Đây, những đường vào đây có rề này, có men này, làm rề hoặc là làm men được ha. Hai cầu loa AB, trở kháng là 4-16 ha, A cộng B là 8-16. Và thông số âm ly là điện 100V các bác này, công suất là 195W ha. Đấy, made in Sa Băng đây. Đấy, 195W thì các bác chơi những dòng loa Nhật ha, bát 30 hoặc là bát 40 là vô tư. Đấy, những dòng loa Pioneer ha, Sony hay là Technic này, bát 40 là các bác chơi thoải mái ha. Victor S75 thì các bác nghe nhạc rất là hay. Rồi, em cũng xin báo giá với các bác luôn, con này em đang bán là 6,5 triệu ha, 6.500.000 đồng là em bao ship toàn quốc này các bác này. Đấy, một con âm ly rất là đẹp ha, 6,5 triệu em bao ship toàn quốc ha. Rồi, và tiếp theo là một bộ âm ly tuner, âm ly ở dưới các bác này và tuner ở trên ha. Đấy, một bộ LOD, cái model là HA410 các bác này. Đấy, bộ LOD 410 ha. Nói chung là nó đẹp xuất sắc luôn các bác ạ. Đấy, bộ này thật sự là quá mới ha, cho các bác vừa nghe vừa trưng bày. Mặt mũi là không có một vết xước luôn các bác, cả có âm ly và tuner cũng vậy ha. Đây, em đang mở nguồn cho các bác xem này. Đây là cái tuner ha, đèn đuốc còn đầy đủ ha. Rồi, dòng này thì các bác chơi được AB cộng B này, bát chép. Đấy, ba lăng tích hợp bên trong đây ha, cái volume này, bên trong này, volume ở ngoài ha. Đấy, low net này, các bác chơi giải trầm này. Đấy, những đường vào đây ha. Đấy, con này đánh tiếng rất là sạch các bác. Đấy, cái chất tiếng của nó cực kỳ sạch ha. Bát chép rất là sáng luôn, bát sâu, chép thì sáng ha. Tựa tựa như là những con âm ly số âm tổ các bác ạ. Đánh tiếng cực kỳ là nét luôn. Đây, cái tuner thì các bác để trưng bày thôi ha. Tuner trưng bày thôi. Đây, bên trong là các bác. À, bên trên ha. Bên trên còn tuner đây. Đấy, quá mới các bác. Rồi, em sẽ quay cho các bác xem bên trong cái nội thất có âm ly ha. Con này thì nó chạy 4 sò sắt. Rồi, các bác chờ em mở bên trong cho các bác xem ha. Đây là phía trên nắp lưng của con âm ly này các bác này. Đấy, nắp lưng cũng còn rất là mới ha. Rồi, sẽ quay cho các bác xem bên trong. Các bác chờ em xíu nhé. Mấy con lên nó hay bị kẹt cái khớp các bác, cho nên là hai tay mình mở cái nắp nó mới dễ ra ha. Rồi, và đây là bên trong của âm ly này các bác này. Đấy, tất cả là còn nguyên bản hết ha, và còn đẹp. Đấy, hai tụ này, một nguồn này các bác này. Và nó chạy 4 sò sắt Hitachi ha. Đây, 4 con sò sắt Hitachi các bác này. Đấy, vĩ mặt nó còn rất là mới ha. Rồi, em sẽ quay cho các bác xem ở phía sau cái thông số ha. Đây, các bác cùng xem phía sau đây. Đấy, tất cả là còn mới các bác ha. Hai cầu loa AB,
Đấy, trở kháng là 4-16 này các bác này. Rồi, và cái thông số ở đây ha. Con này điện 100V này các bác này. Đấy, công suất của nó đề là 95W ha. Đấy, made in Japan, Tokyo Japan ha. Đấy, công suất nó đề 95W. Thì các bác ghép những dòng loa Nhật ha, bass 25. Các bác đánh rất là căng ha. Đấy, còn những dòng loa nào mà công suất nó từ 100W một thùng thì các bác chơi loa 30 là vô tư. Đấy, với điều kiện là các bác chơi những dòng loa Nhật ha. Những dòng loa nghe nhạc đấy. Và cái bộ này em có xin báo giá với các bác luôn. Đấy, tất cả là nguyên bản ha. Bộ này thì em đang bán là 3,6 triệu ha. 3,6 triệu là em bao ship toàn quốc này các bác này. Đấy, nghe hay ha, trưng bày đẹp. 3,6 triệu một bộ em bao ship ha. Rồi và tiếp theo là một bộ rề bao tuner Diatom các bác này. Đấy, thương hiệu Diatom ha. Model là B610. Đấy, con ở dưới cùng là con bao các bác này, con bao ha, đèn vu đầy đủ này, các bác mở tín hiệu nó sẽ nháy ha, rất là đẹp mắt. Đấy, con này ở giữa là con rề các bác ha. Đấy, con rề này rất là chất lượng các bác, nghe nhạc ha, rất là nét luôn, bass đánh rất là khỏe các bác, chép thì sáng ha. Đấy, đây một bộ như vậy các bác cùng xem tổng thể này. Đấy, cực kỳ mới ha, con tuner là đèn đốt đầy đủ ha. Đấy, rồi và em sẽ quay phía sau cho các bác xem. Đây phía sau của ba thớt ha, tuner ở trên này, rề ở giữa này và cuối cùng là con bao ha. Đấy, con bao thì công suất nó đề bên đây này các bác. Bộ này là điện 100V ha, hàng của Nhật thì điện 100V. Con bao này thì công suất là 140W ha. Đấy, cái trở kháng là 4-16 ohm. Đấy, con bao này thì em nói bên trong cho các bác dễ hiểu ha. Đấy, ba thớt thì cũng không tiện mở các bác ạ. Bên trong là tất cả ba con này là nguyên bản hết ha, tất cả là nguyên zin nguyên bản hết. Đấy, con này thì bên trong nó chạy 8 sò than neck ha, 8 sò than neck. Đấy. Đấy, bộ này nguyên bản hết ha. Đấy, nghe hay bày đẹp. Rồi, cái tình trạng bộ này thì nguyên bản hết nhưng mà rề bao thì các bác khi mà các bác tắt mở ha thì nó sẽ kêu cái bụp, nó kêu nhỏ các bác ha. Đấy, đặc trưng của những dòng rề bao nó vậy các bác ạ. Nó tùy bộ thôi, bộ có bộ không ha. Đa số là nó có bị cái tình trạng như vậy ha. Khi mà các bác mở lên thì nó sẽ kêu cái bụp một cái. Đấy, tắt đi nó cũng kêu cái bụp ha. Đấy, tình trạng là nó bị như vậy. Đấy, hầu như là bộ rề bao nào cũng có các bác ạ. Tại vì em bán cũng nhiều ha, cho nên là hay gặp, cũng hay gặp như vậy. Rồi em có xin báo giá cho cái bộ này cho các bác ha. Bộ này em đang bán là 4,4 triệu ha. 4,4 triệu là em bao ship toàn quốc các bác này. Một bộ như vậy luôn ha, 4,4 triệu em bao ship. Đấy, em bao xin bao đẹp cho các bác ha. Rồi tiếp theo là một con âm ly đờ nông. Con này thì quá quen thuộc rồi các bác. Con này đờ nông BMA 390-4 La Mã ha. Đấy, con này màu vàng chăn, đẹp xuất sắc này các bác này. Đấy, rất là mới ha. Đấy. Rồi dòng này thì các bác chơi được AB cộng B này, bass chép ba lăng low net ha, volume này, những đường vào phone CD tuner này. Đấy, 390 thì em quay rất là nhiều rồi. Hôm nay về một con ha. Nắp lưng này các bác này. Đấy, đẹp xuất sắc ha. Rồi, em sẽ mở bên trong cho các bác xem đây. Ôi, các bác chờ em xíu ha. Rồi, bên trong nội thất còn 390-4 La Mã này các bác này. Đấy, tất cả là nguyên bản hết ha. Một nguồn đây, hai tủ lọc và nó chạy 4 sò than như này ha. Đấy, vĩ mặt thì còn mới, các bác cùng xem này. Đấy, rất là mới ha. Rồi em sẽ quay phía sau cho các bác xem cái thông số đây. Đấy, phía sau các bác cùng xem tổng thể này. Đấy, có âm ly rất là đẹp ha. Và đây là những đường vào này. Đấy, có rề ao ha, rề ao đây các bác này. Hai cậu loa AB. Đấy, trở kháng là từ 4-16 ha. A cộng B là 8-16 này. Con này điện 100V, công suất là 135W ha. Đấy, made in Japan. Đấy, 135W thì các bác đánh những dòng nghe nhạc ha của Nhật. Đấy, bắt 30 trở về ha. Đánh rất là tốt luôn. Đấy. 390-4 La Mã màu vàng chanh, em cũng xin báo giá với các bác luôn. Đấy, đợt này thì giá tốt hơn ha. Đấy, con này thì giá là 3,8 triệu ha. 3,8 triệu là em bao ship các bác này. Đấy, 3,8 triệu bao ship toàn quốc ha. Rồi em sẽ bê xuống em quay tiếp tục cái con âm ly ở dưới nha.
Đây, ở dưới là con Onkyo các bác ạ. Đấy, con này thì chất tiếng mấy đỉnh cao rồi các bác. Con này là con Onkyo. Và model là A755N25 mã trên 100 ha. Model hơi dài các bác. Đấy, con này thì các bác chơi mới hay này. Đấy, bắt 30 đánh rất là căng ha. Đấy, mặt là còn sáng bóng, các bác cùng xem ha. Cái ốp gỗ thì em đang mở ốp ra cho nên nó hơi hở ra ha. Mặt mũi nó còn sáng bóng là các bác. Ở dòng này các bác chơi được AB cộng B này, bát chép, ba lăng, lâu nét các bác ha. Những cái dãy tầng của bát chép này, đây nữa này các bác. Đấy, volume ha, những đường vào đây. Con ly này thì chất tiếng rất đẳng cấp các bác. Đúng nguồn đây ha. Đấy, bát chép lên cực kỳ nhiều luôn. Rồi, và tổng thể phía trên này các bác. Đấy, phía trên đây ha. Rồi, em sẽ mở cho các bác xem bên trong ha. Các bác chờ em xíu, em mở ốc những cái ốp gỗ này ra, em quay cho các bác xem nội thất ha. Đây là bên trong nội thất của Omni này các bác này. Đây, các bác cùng xem cái nó thiết kế rất là gấu ha. Đây, một nguồn này, một con tụ lớn ha, tụ lọc lớn này. Và đây là tất cả vĩ mạch này các bác này. Đấy, tất cả là nguyên bản hết ha. Và nó chạy 4 sò sắt các bác ạ. Sò sắt Toshiba ha, Toshiba chữ đỏ. Đấy, chạy 4 con ha. Một dòng sò rất là danh tiếng của Nhật ha. Toshiba chữ đỏ. Rồi, và đây là phía sau của Omni này các bác. Đấy, phía sau đẹp tuyệt vời ha. Hai cầu loa AB. Đấy, con này thì công suất của nó là được 130W này các bác này. Đến 100V ha. Đấy, made in Sa Bang đây các bác này. Rồi, và bên đây là những đường vào ha. Có rề ao, có men in này các bác này. Đấy, 130W thì các bác đánh loa 30 là vô tư ha, rất là căng. Đấy. Rồi, đây là cái em quay cái mã gỗ cho các bác xem ha. Nó cũng có xước sát các bác này, đây xước sát đây ha. Ở đây nữa này. Những cái bé ha. Đây nữa các bác này. Đấy, nói chung là hàng Nhật về thì cũng có xước sát ha. Nó không có đẹp và xuất sắc được. Còn phần nội thất phía sau và mặt mũi của Omni ha là đẹp keng các bác. Đấy, các bác xem này. Sáng bóng ha. Rồi con này em cũng xin báo giá với các bác luôn. Onkyo 755 ha, N25 mã trên 100. Con này thì em đang bán với giá là 3.9 triệu ha. Đấy, bán cho các bác giá 3.9 triệu thôi. Em bao ship toàn quốc ha. Con này thị trường phải trên 4 triệu các bác ạ. 4.5 triệu ha, 5 triệu cũng có nữa. Đấy, con này em bán cho các bác chơi 3.9 triệu ha. Tất cả là nguyên bản hết, ghi 100% ha. Đấy, 3.9 triệu em bao ship. Rồi, và cuối cùng thì em có hai con đẩy Nhật ha. Đây. Con đầu tiên là con Ramsa QB 9201 ha. Cái số 1 nó hơi mờ các bác này. 9201. Đấy, một cái thiết kế rất là to ha. Nó to bằng với cái con Ramsa 9220 này luôn này các bác này. Đây, con này là con Ramsa ha. Model là QB 9220. Hai con này thì size bằng nhau ha, size to bằng nhau, có quai sắt luôn. Và tình trạng là còn đẹp xuất sắc ha. Zin nguyên bản đẹp xuất sắc. Đấy. Một đốt nguồn đây này các bác này. Hai volume hai bên ha, đẩy 2 cân 2 volume. Và đây là phía trên nắp lưng này các bác này. Đấy, rất là mới ha. Rồi, em sẽ mở cho các bác xem bên trong đây. Cả hai con này thì đều đánh 16 sò than ha. Sò than Senken 2 vít. Đây em mở nốt cái con 920 cho các bác xem. Đấy, hai con đẹp hết ha các bác ha. Ồ, các bác chờ em xíu, nó lại kẹt khớp nữa nè các bác. Các bác thông cảm ha. Vừa quay vừa mở cho nên nó hơi lọng cọng các bác. Rồi, em quay sơ cái mặt mũi con 920 ha. Nói chung là đẹp xuất sắc các bác ạ. Đây, rất là mới cho các bác chơi ha. Rồi, và bên trong cái con 920 đây các bác này. Ồ, vĩ mặt này, các bác xem này. Đấy, săn lè ha. Cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ mới luôn. Đấy. Bên trong là một nguồn này, hai tụ lọc này. Và 16 con sò thì nằm bên trong các bác. Nằm tiếp bên trong đây các bác thấy không? Đấy, mỗi vế là 8 con, bên đây 8 con này. Bên đây 8 con ha, tổng cộng là 16 sò than. Senken 2 vít. Đây cái dòng sò của nó đây. Con này cũng vậy ha. Ở trên là 4 con các bác này. Đấy, và ở dưới nữa ha. Vị bên trong tiếp ở dưới đây này. 4 con nữa ha, là 8 con. Đấy, bên đây 8 con nữa này các bác này. Đấy, tổng cộng là 16 con ha. Đấy, rất là khỏe cho các bác chơi những dòng loa Nhật Bass 40.
hoặc là các bác có thể chơi được 2 đôi 25 ha, 2 đôi 20. Đấy, bên trong các bác xem một nguồn mới này, hai tủ lọc to ha. To màu xám này. Vĩ mặt là nguyên bản hết ha. Rồi, em sẽ quay cho các bác xem ở phía sau thông số ha. Đây phía sau này các bác này. Đường vào thì các bác vào bằng đường 3 đường ha, căn ông đực, căn ông cái 6 ly. Bên B này, bên A này các bác. Đây thông số đây. Con này điện 100V ha. Đấy, công suất nó đề như này 415W ha. Đấy, chắc là công suất tiêu thụ các bác ạ, chứ 16 sò mà 415W hơi bé ha. Đấy, trên đây nó cũng có đề điện 100 này, công suất 1,1 1.1W ha các bác ha. Đấy, nói chung là con này phải 1.000W mới đúng các bác ạ. Con này nó tới 16 sò mà. Rồi, đây là hai cầu loa đây. Đấy, các bác chơi những dòng loa Nhật ha. Bắt 30 hoặc bắt 40 là thoải mái luôn. Đánh rất là căng, ghép vàng hát karaoke ha. Rồi con Damsa này em có xin báo giá với các bác là 6 triệu ha. 6 triệu em bao ship. Damsa 9201 6 triệu các bác ha. 16 sò than, sen ken 2 vít. Và con Damsa 920 này. À, quên em quay cho các bác xem cái thông số. Đây phía sau này các bác này. Đấy, rất là mới ha, 920. Rồi đường vào cũng vậy thôi, 3 đường giống con kia ha. Đây con này cái công suất mới đúng rồi các bác này. Đây, điện 100V, công suất là 1180W ha. Đây, công suất này mới đúng các bác này, nó tới 16 sò mà. 16 sò lớn mà, sò 2 vít mà. Rồi, cái con Damsa 920 này em có xin báo giá với các bác luôn. Con này là 6 triệu rưỡi ha. 6 triệu 500 ngàn đồng là em bao ship toàn quốc ha. Đấy, con nào cũng tầm 1000W các bác. Rồi bác nào mà quan tâm thì alo cho em nhé. Đây số điện thoại của em đây, 0981 384842. Rẻ cũng xin chào các bác nhé.